Bonsai Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Huy muốn gửi tới quý vị cái thước phim tại triển lãm Hưng Yên quý vị nhé, và những cái tác phẩm quý, những cái cây quý thì Bonsai Huy sẽ gửi tới quý vị ở cái thước phim này. Và đầu tiên quý vị có thể nhận ra đó là tác phẩm Bình An, một tác phẩm ở Anh Dương, Hà Đông, một cây Bình An rất là nổi tiếng quý vị nhé. Thì tác phẩm Bình An và rất nhiều những cái tác phẩm quý khác nổi đình nổi đám cũng đã về với triển lãm Hưng Yên. Quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm Bình An. Và triển lãm Hưng Yên thì có một chút mưa nên là quý vị cảm nhận được cái màu đồng trong cây này quý vị này. Màu đồng rất là quý trong cây. Quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm Bình An ở triển lãm Hưng Yên đẹp hút hồn như thế nào thì quý vị sẽ cùng cảm nhận với Bonsai Huy. Bonsai Huy sẽ chia sẻ cho quý vị cặn kẽ và tổng thể tác phẩm Bình An và rất nhiều tác phẩm quý khác trong cái cuốn video này quý vị nhé. Đây là mặt sau của tác phẩm. Một cái tác phẩm Bình An đã nổi tiếng rất lâu rồi. Và đã qua rất nhiều nhà vườn nổi tiếng. Rất nhiều người được sở hữu tác phẩm này. Anh Quốc Anh, rồi thì anh Sử Ba Thá, rồi anh Hoan Lào Cai, rồi hiện nay thì đang ở anh Dương, Dương Quán. Quá đẹp phải không quý vị? Em chào anh Tuấn nhá. Chào anh Tuấn trẻ. Chốt cây nào? Kính thưa quý vị sẽ chiêm ngưỡng một tác phẩm cây xanh dáng huyền của anh, một anh Bonsai Huy không nhớ tên, anh ở Hà Nội. Một cây xanh dáng huyền, cái đường thân hết sức độc đáo. Mọi người cũng đang bình phẩm tác phẩm này. Chào hai anh em nhé. Vâng. Thưa quý vị sẽ đến với tác phẩm tiếp theo. Đó là cái cây xanh của anh Thắng Nhôm. Một cây xanh cổ của anh Thắng Nhôm quý vị nhé. Thì tác phẩm này quá đẹp rồi quý vị ạ. Đẹp từ tổng thể, từ chân bệ đến đường thân và bông cành chi răm. Thì quá mỹ mãn rồi quý vị ạ. Và cái màu đồng quý vị cảm nhận thấy. Trời mưa thì không thể giấu được quý vị ạ. Non hay già, màu đồng hay là màu xanh thì hiện rõ ngay quý vị ạ. Nhìn xa chỉ có màu xanh và một màu đỏ vàng. Màu xanh của lá và một màu vàng của thân cây. Đó là những tác phẩm này. Những tác phẩm rất quý. Cái này nó là quốc tế rồi nha. Nhập này
Quý vị đến với một tác phẩm Si, một cây si Đài Loan, quý vị nhé. Một cây si Đài Loan rất đẹp. Bonsai Đức Huy chưa có biển, nhưng mà đây là cái cây say như si. Theo Bonsai Đức Huy được biết thì như của anh Mạnh Nhựa Hải Phòng. Và quý vị chiêm ngưỡng cây si của anh Mạnh Nhựa Hải Phòng. À, xin lỗi quý vị, không Bonsai Đức Huy không dám chắc quý vị nhé. Nhưng mà đây đường nét, quý vị cảm nhận được cái si này. Cây si rất đẹp của anh. Cây cao khoảng 1 mét thôi quý vị ạ. Trồng một chậu đá rất hợp với cây. Mà bóng thàn thì quý vị cảm nhận như một cái cây đại thụ thu nhỏ. Một cái gì Đài Loan đẹp tại triển lãm Hưng Yên quý vị nhé. Và quý vị đến với một tác phẩm một cây xanh hai thân, một cây xanh trực hoành của anh Duy Sượt. Một cái sai cây chỉ cao khoảng 80 phân thôi. Và một cái thân hoành, một cái tay phóng, làm tay phóng. Một cái tay phóng, tay bay. Rất đẹp. Cái bố cục của tác phẩm này thì nhìn vào tương đối hợp lý. Và cái bông dăm thì anh đã làm rất là cẩn thận quý vị nhé. Làm hàng cái cây thì hoàn thiện lâu năm rồi. Và quý vị đến với tác phẩm tiếp theo, đó là cái cây xanh cổ của anh Kiên. Đây là cái cây xanh quê, một cây xanh quê quý của anh. Để quý vị cảm nhận này, cây già như nào, và có cái u sụn rất nhiều, những cái u, những cái lu quý vị ạ, rất nhiều những cái lu quý. Và đây là cái lu cơ địa của cây già phát ra. Dáng cây đại trượng phu. À vâng, chào anh. Anh ở đâu đấy? Em ở đàm Phú Yên. Cũng Phú Cử à? Dạ vâng. À, và có mang tác phẩm nào không anh? Thì em thì nó chỉ chơi vậy là mới đang thôi thôi. À dạ vâng. Thôi dần dần sẽ có tác phẩm. Quý vị đến với tác phẩm tiếp theo quý vị nhé. Đây là cái tác phẩm cây ba thân. Và quý vị đến với tác phẩm tiếp theo nữa. Tác phẩm cổ mộc Tam Lương. Nhà vườn Phúc Vui, Văn Giang Hưng Yên quý vị nhé. Cổ mộc Tam Lương. Này, phóng viên Tuấn Trè rất là tích cực ghi hình. Chào quan sát quý nhé. Vâng. Quý vị nhìn mặt sau của tác phẩm quý vị nhé.
cổ mộc Tam Lương. Hai cây này của anh đây. Em chào các anh. Chào anh nhá. Hôm nay thấy đã đông đủ tác phẩm chưa? Thì anh nhìn thấy là cũng gần phủ kín rồi nhỉ. Gần phủ kín chỉ còn một số chỗ còn vẫn còn tác phẩm mang đến. Vâng. Nhưng mà thế là cái tác phẩm đã về mấy Hưng Yên quá nhiều. Và cái sân cây này cũng hãnh diện cho người Hưng Yên các anh đấy. Vâng. Vâng. Sân chơi đẳng cấp đấy. Ngang mấy các cuộc triển lãm lớn từ trước cái này. Không kém gì các cuộc triển lãm như này. Vâng. Thế đấy là cái quyết tâm của các anh Hưng Yên. Quyết tâm và cái cố gắng của các anh. Cố gắng nhiều. Cái đấy thì mọi người sẽ khán giả yêu cây sẽ ghi nhận công lao của anh. Vất vả anh em, vất vả nhiều ngày nay cũng vất vả. Vâng. Anh Dương cũng vì nhà anh Dương cũng trong ban tổ chức làm tác phẩm nó về không? Cũng vất vả với triển lãm mấy ngày qua. Nhiều ngày qua chứ không phải mấy ngày qua. Nhiều ngày qua. Bởi vì công tác lên kế hoạch kiểu đi mời khắp nơi cũng diễn ra hàng tháng rồi anh nhỉ. Đúng rồi. Vâng. Vất vả thì cũng thời gian cũng 4 5 tháng. Vâng, đấy 4 5 tháng. Vâng. Rồi em cảm ơn anh nhé. Anh ngắm cây cùng em đi. Em đang chia sẻ đây. Quý vị đến với tác phẩm tiếp theo, đó là cái cây si cổ. Nó cây si cổ Bonsai Huy cũng không nhớ là của nhà vườn nào. Ở đây là cái tác phẩm mà có những cái đường nét. Quý vị nhìn vào thì như rất nhiều những cái hình tượng của con long đang uốn lượn. À, anh chào em. Ừ, anh ngắm cây em. Vâng, em cái si này cao khoảng 1m1 gì đó. Độ tuổi thì rất già rồi. Những cái nét cổ trong cây còn nguyên. Mọi người phát triển và tạo tác nhưng mà vẫn giữ nguyên được cái đường nét quý trong cây. Mời quý vị đến với tác phẩm tiếp theo quý vị nhé. Đây cũng là cái cây ba thân. Một cái cây ba thân đẹp tại triển lãm. Tuổi cũng khá già quý vị ạ. À, chào anh. Và kính thưa quý vị, đây là mặt sau của tác phẩm cây ba thân. Quay cây này cho ông bà. Nhìn màu đồng, nhìn đã quá quý vị ạ. Nhìn phê quá. Đây luôn mới cấy, cái này nó mới cấy còn. Quý vị đến với tác phẩm tiếp theo. Một cây xanh dáng siêu. Và một thân chính mà có hai tử quý vị nhé. Hai tử giải quyết bố cục, xử lý bố cục rất là tốt. Tạo lên cái bóng dáng của tác phẩm rất là đẹp. Tác phẩm này cái tuổi thì chưa cao lắm. Cái đường nét nghệ thuật, cái bố cục của tác phẩm rất đẹp quý vị ạ, nhìn vào rất là hút hồn. Chủ nhân xếp bông rất là mạch lạc và tươi thoáng. Cây có lá nhưng mà vẫn nhìn rõ được cái đường thân
cái đường thân quý của tác phẩm. Ngoài ra thì còn cây ngồi trên đá này, cũng khá lâu rồi, bò vào cái khối đá này từ lâu lắm rồi quý vị. Và hai cái tử thì nếu tác phẩm này thiếu hai cái tử này thì sẽ kèm giảm cái giá trị lên rất là nhiều. Hai cái tử giải quyết bố cục rất tốt và làm tăng cái tính nghệ thuật của tác phẩm. Tác phẩm có cái chiều sâu, và ngoài cái chiều sâu thì còn cái nhân văn ở trong đó. Mỗi cây một cái dáng vẻ, mỗi cây một cái nét nghệ thuật. Thế và quý vị đến với tác phẩm này thì quý vị cảm nhận là một cái nét nghệ thuật tự nhiên, già cổ nhưng tự nhiên, phóng khoáng, và cảm giác là không theo một cái nghiêm luật nào cả. Cây lên, cành lên, mỗi cây đều tự do phát triển. Thì trông như một cái vào thì trông như một cái quần thể, một cái thể hiện sự đoàn kết. Trông như là một cái gia tộc nào đó mà có cả những cái cây to, cây bé, và sinh sống và phát triển. Và đặc biệt là cái cây si cổ thì quý vị cảm nhận này, những cái rễ và theo thời gian đã dính chặt vào những đường thân và tạo lên những cái đường móc võng, những cái đường cột kèo. Và cái đó là cái thể hiện cái sự khăng khít trong cây và cái sự đoàn kết, mang yếu tố nhân văn rất là cao. Cây nào cũng khăng khít chằng níu, và cây to thì níu lấy cây bé, tạo lên cái sự vững chãi, cảm giác như không có thể bão tố nào có thể làm lung lay được. Cây si cổ này thì cái tuổi đời thì không biết bao nhiêu mà kể hết được, nhìn như vậy thôi nhưng mà rất rất dài. Và cái quá trình thời gian 5 tháng và cái tác phẩm này cũng chúng ta cũng chỉ thừa hưởng lại của các cụ thôi, chứ còn một đời người không thể làm được những cái cây già như vậy. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị một cái hàng cây có rất nhiều những cái tác phẩm quý tại triển lãm Hưng Yên quý vị nhé. Thì có rất nhiều cái tác phẩm quý, tác phẩm nổi tiếng mà Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị trong cái thước phim này. Thì Bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.